Tập đoàn Vingroup vừa công bố tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó nội dung quan trọng nhất là việc xin tăng thêm vốn gần 7%. Theo đó, Vingroup dự kiến chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu phổ thông cho tối đa 5 tổ chức nước ngoài. Giá chào bán trên 100.000 đồng mỗi cổ phần, tương ứng với giá trị huy động tối thiểu 25.000 tỷ đồng, tương đương với hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Mức giá phát hành cụ thể sẽ do hội đồng quản trị quyết định. Thời gian thực hiện phát hành dự kiến trong năm 2019 và nhà đầu tư tham gia đợt phát hành này sẽ bị hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng 1 năm. Theo tờ trình, số vốn huy động sẽ được sử dụng để đầu tư góp vốn vào các công ty con, thanh toán các khoản nợ gốc và lãi vay đến hạn, đồng thời bổ sung vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn và các công ty con. Trước đó vào tháng 8 năm ngoái, tập đoàn Vingroup đã phát hành 84 triệu cổ phần ưu đãi theo phương thức chào bán riêng lẻ cho quỹ đầu tư do công ty quản lý Hanwha, công ty liên kết của tập đoàn Hanwha quản lý. Cổ phần ưu đãi được phát hành với giá 110.976 đồng một cổ phiếu, tổng quy mô phát hành đạt hơn 9.300 tỷ đồng, tương đương 400 triệu đô la Mỹ.